À, hôm nay đầu mấy hôm được ngày nghỉ lại mình lại gọi anh em mình lại làm cái clip này cả nhà, nó đặc biệt đấy. À, thịt ngan nhé, thịt ngan nha, chú đang pha chế tích canh rồi nhưng mà không biết là có hãm được hay không, cứ hồi sau sẽ rõ này cả nhà này. Chanh chứ tưới hết vào rồi, gì nắng bát rồi nha. Đây, nước bắt đầu là đang sôi. Đây là em ngan đây, em ngan đây là nó mới đang tuyết đầu đây thôi cả nhà. Ngan tuyết được nhà non ăn ngon này, là con này là của thằng buôn đầu gỗ nó cho đấy, đấy nhà nó nuôi để ăn, nó cho tối qua nó con nó mang lên đấy, cả nhà. Đây là nó cho bác biển. À, nói đến ông buôn đậu gỗ cái có trên kênh của mình, bạn nào xem nhiều chắc là biết đấy nhỉ, là cái ông đấy đây, cái chú em đấy đây, mình cứ gọi nó buôn đậu gỗ ấy. À, nó tối qua nó mang lên, bà con nó mang lên cho một con cho bác biển để bác ăn, nó nuôi có hơn chục con thôi mà. Nên là cảm ơn ông em buôn đậu gỗ nhá. Đấy cả nhà, có vịt có gan cho ăn nhưng mà còn ngại còn không đấy, phải điện mấy lần nó mang con nó bắt ném vào cổng mới nhận cho, khổ quá nhỉ. À, nông tuyết đầu đanh ăn mới là ngon này, nông vịt nông gà đấy còn ngon ăn nhất, còn nhiều mỗi người ăn mỗi khác, còn các cụ nói rồi nó chuẩn đấy, còn già thì nó chắc thịt nhưng mà có cái con riêng. Thôi mình chia sẻ đấy nhá, về đi cắt tay tiết hãm tiết canh nhá. Nó nắng quá cả nhà, nắng toàn 30-40 độ đổ lên khiếp người. À, ở bây giờ 5 giờ chiều vẫn còn nắng cái trang trang cả nhà, nóng bảo sao điện đó tháng nhân đánh nhân 4, một tháng thành 4 tháng. Tháng đang 1 triệu nộp phát, tháng vừa rồi 3 triệu mấy chưa. Nghĩ nó đau nhỉ, không tao không là tháng sau mà thế, không gọi là tao phải vào tận trong huyện tao bảo xem lại thế nào, đồng hồ kiểu này thì chết. Cho lên 1 tháng là cùng nhân ngang bánh sáp nhân 3 đồng hoa nhân 4 thì là không lên. Tao hỏi ông Minh điện ông bảo là cũng có như thế này là có vấn đề. Nhân gì nhân mấy tháng liền. Chú làm được anh ra chợ anh mua mấy thứ nhá. À, gừng xả về để luộc vịt đánh tiết canh như cả nhà. À, mình cứ chia sẻ nó như vậy nhá. À, bụi to rồi cả nhà. Đấy khế sai díu. Quả to thùng lốc. Ai ăn ship với tận giường luôn, không mất đồng nào. Còn kiêm cả muối ớt sẵn dở ra nào. Ồ ra nó cắn sẵn cho nó vui mồm vui miệng. À, nước. Đấy, nóng quá cả nhà, khiếp người chưa. Bây giờ mình ra chợ để mua mấy thứ linh tinh. Đấy cả nhà, đây là bác móm vừa xuống, bác móm đang nòng nha, đang nhồi nòng. Đấy, còn về bác Phấn đi làm bây giờ về, mồ hôi bồ kê đang đập đìa, ngồi quạt hơi nước thổi. Đây. Ăn quanh năm nhỉ? Dạ, ngày ăn 3-4 bữa con người. Luộc cho xả cho gừng vào luộc. Đấy là cảm ơn ông buôn đậu gỗ nhá. Ông buôn đậu gỗ đã gửi anh một con vịt con ngan hơi ngon luôn đấy. Nhiều đất này để chụp tường của mình. Đấy. Mấy mẹ nắng cây chanh này của mình chết queo hết, để nên kiểu người leo lên tưới tu tôn chứ chết rồi, mấy cây đều chết hết vì là để trên cao không chịu chỗ tưới, còn cái cây ở dưới ngõ kìa thì lại sống. Đấy, sống rồi nhưng mà cứ ra vào họ đang tay được họ cứ quẹt vào họ đã dứt ra rồi. Thế khổ ấy. Đấy, đấy, rượu này rất nhiều. Có bạn là đọc comment mà để rượu này sợ nó hỏng rượu, nó nóng, đây là đúng là nắng 40 độ 50 độ qua mùa hè lại đến mùa đông nhưng mà không thối rượu đâu nhá. Đấy, bạn bảo chắc là cái rượu hỏng không bao giờ hỏng. Đấy. Rất nhiều. Tầm này có gió, tối này khả năng nó mưa cho được thì mát quá. Này, cây này của mình mới mang lên mình ốp nó vào cái cột này. Nắng đỏ ná. Những cây chanh tí nữa lại phải tưới vào, tại vì ở đây là nó trong cái chậu ở đấy cả nhà, dây khô đất đấy. Sáng là không tưới nhìn cái khô đất ngay, tại nó không có đất mấy mà phải chịu khó tưới. Cây kia này, đây cây cà của biển này, nước đây là bể nước
nước nọc nhà mình đây ăn ngon lắm, không mình cơ bản là lọc sạch sẽ từ ngày xưa rồi, lọc lửa ở trên lưng cái bể này, đấy. Than cát nọ cát kia, còn đây là bể nước mưa, còn đây là cái bẫy chuột, thấy con chuột nó hay chạy qua lại đây mình làm đặt, đây là cả nhà, không héo không tưới mà là héo héo cái bông nó đẻ đã héo ngay. To quả khế này phải 5 nạng. Cả nhà nhìn được không? Chùm khế dã man đi. Khế rất nhiều. Cả nhà bắt đầu gói tiết canh nhé, đang băm bổi nước gừng, nước nóng nước gừng truyền thống, càng nhiều gừng càng càng tốt cả nhà. Gừng là thịt xong gấp ra đây nốt đây như này, gan này không có mỗi gan này mình gừng đấy, gừng mực vịt đấy, mang lên cho nó vào đây đây cho nó đều đều gừng. Cả nhà này lấy 4 bát nhé, khuấy trộn vào đây, chú khuấy ở dưới cho nó đều gừng, bó ra trộn cho đều gừng, trộn dưới đây này đấy, trộn nó đều gừng mà khác gì. Thơm giáo nước phải dã đi. Bát tiết canh hôm nay tiết canh Nga hôm nay các bố là cho rau thơm rau thức các kiểu vào nhé. Hôm nay là đậu chanh. Đây quả trong này quánh là nước. Ủa đây thì mát quá cả nhà. Tí nữa anh em mình khả năng bê lên trên trần này ngồi nha cả nhà nhá. Đây cả nhà, dưới kia nóng hàng 30-40 độ nên đây ngồi cho nó mát. Trời cầu nóng quá cả nhà biết đấy. Khiếp người. Giờ là 5 giờ hơn 5 giờ này. Nóng cua mòm dã man, tí mang lên đây ngồi trên này cho nó mát. Đây là cây phúng chó, cây chanh của biển đấy. Đi ngồi này, ngồi hướng này uống rượu mát lắm. Đúng bài đấy. Ôi, đấy con bằng ớt đấy. Món bằng đấy này. Có tỏi tiết các kiểu nhưng mà người lắm. Đây cả nhà nhìn thấy đĩa thịt ngan này. Ngan đúng là ngan nuôi để ăn đây nha. Nhìn khác này. Đây cả một con ngan nó chỉ có bằng một đĩa thôi. Đấy cả nhà. Ở bên đây ăn ngủ xuống đây không có tiếng mồ hôi đâu Hùng ạ. Mát lắm. Đấy cả nhà uống rượu mát chưa? Sướng chưa? Sướng lời ra liền chưa? Đã chảy nước bọt đấy. Cháy nước bọt chưa? Đây cả nhà, thế anh em mình mang lên trần ăn nhá. Đây, chia sẻ lên đây nó vừa sáng lại vừa đẹp. Rau cỏ này, tiết canh này. Hôm nay tiết canh thì ngan thì nhiều quá. Nạc các kiểu. Chào cháu. Chào cháu. Mát lắm cả nhà. Nên đây mát, nên đây ngồi ăn đúng là bố đời luôn. Nhá, ăn với lại anh em mình nhá. Đấy là ngan với tiết canh ngan, thế thôi, cái chia sẻ cả nhà đấy rất ngon. Đây bác Phở là cái bát chấm chéo ăn một tô này. Ăn như kiểu nhà có đám. Và nhiều quá. Ôi, mời các cụ đi. Đấy, uống rượu ngồi trên nhà này thì nhất. Ăn uống cuộc sống càng ngày càng phát minh. Tuy rằng nó 30-40 độ cả nhà nhưng ngồi đây đúng không mất tí gió nào, mồ hôi nó xuống nhà mình thì cả nhà biết nó chật hẹp. Nó nóng lắm. Nắng thứ trên giờ đấy. Nhón lên này, mời cả nhà. Chấm cái này xem có gì. Đi nữa là chấm bát tiết canh. Tí chấm bát tiết canh trong đầu suốt ngày chỉ mê tiết canh. Hùng khôn lắm, cứ tiết canh vịt ngon này. Đấy tao bày cho Hùng một cái cách đấy, nhìn vịt không cần biết. Nhưng mà mấy khi có mà. Thế trong lòng này em nói anh. Chỉ nhìn phát biết ngay là loại nhà ngon không. Tiết canh dần dần là cũng có tiến triển đúng không? Tiến triển tốt à. Thám muối ăn một canh hay không? Đều là ấy hết, đều đây có thấy mất mồ hôi không? Dã ngoài em xuống nhà phát điên thì
này chấm chấm chéo không? Nhất là luộc có điều kiện luộc cũng để tủ lạnh nhưng mà nó cứng vào ui, ăn nó dai miếng thịt. Không qua anh trai ấy, nó nuôi dai đấy. Nó cho mình là nó cũng phải hạ. Cảm ơn ông em buôn nậu gỗ nhá, là nữa. Khổ quá không muốn ăn đâu, không ấy đâu, không tại không có người kiếm được người ăn ấy, nhiều khi nó cứ bảo là nhà này nó nuôi được. Anh cứ lấy em đưa về mà ăn. Mình có ai ăn đâu, có một mình thì làm video ăn thì một con vịt nó chẳng ngon. Cho nên mình làm video phải tìm được người anh em ăn ấy, cả nhà thì bắt đầu mình mới lại lấy. Được cứ làm cái món ăn nó tiện lợi thôi, một mình thôi. Đấy, anh Phú chấm chấm chéo có thế nào? Chấm chéo anh làm nào? Làm. Đây đang bảo làm chấm chéo để cho bọn thằng Luân thằng Toán nó đã làm ở đâu, nó mang cả đá chanh xưa này rồi mà cứ nóng này này không nghĩ cái gì nữa, điên lắm, nóng là phát điên. Đấy là vị mấy người trên Tây Bắc không qua rồi. Có nhận măng này làm ăn giòn. Đây là cây xăng này, cây xăng thẳng cái nã cờ ra. Đấy, chỗ đấy đường quốc lộ. Tí bột canh vào, bột canh với lại tí ớt bột vào thế là chấm chéo. Anh em tôi cảm ơn đồng chí Phúc nha. Đồng chí Phúc, đồng chí buôn đậu gỗ. Chủ buôn gỗ bên nào? À, bạn nào, đúng rồi đấy, bạn nào mà xem ở kênh mình nhiều rồi thì biết được cái ông đấy. Còn nói ông buôn đậu gỗ bây giờ, chỉ những người khán giả là xem nhiều thì là biết ông đấy. Thế tự làm đấy. Thời anh Phú An cảm thấy có ngọt không? Gọi là phúc liệt. Gỗ đèo cái này. Đèo liệt cả tay. May còn tay ướt cụt. Ngon dai ngon được. Úi giời chuyện, cái này chặt nó nóng ngay này thì ngon. Ô có miếng ba chỉ nào không nhỉ? Cũng làm miếng rồi thấy có bố ăn chảy cả nước dãi rồi. Em còn đang để phao câu đây, nếu anh đâu, đây. 5 phút nữa mà anh cũng ấy làm mất lượt đấy. Thôi, chú vào câu này, chú đầu bếp, chú làm view đi. Anh này kiếm, ui thằng này ra. Không ý người ta để cục to tướng, chỉ có Hùng với hai em này, phao câu. Này, chấm chéo này, cả cái bát to này, bằng phở nạm đấy. Anh em nhà mình ăn cái đồ Tây Bắc này là chuẩn luôn đấy. Riêng chấm chéo với cả cái món bếp, cái thứ bóc phở này, pha chế là đúng là... thơm ngon nhỉ. Đúng, có thơm không? Vị thơm, đừng nạm dụng nhiều vị. Cái này chỉ có 3 vị. Tỏi mắc kén, đặc trưng đấy mắt. Trên đấy là người có hạt dổ ấy. Những cái năm bác ăn ở trên đấy là bác tuổi cũng bắt đầu cũng cho choai rồi. Thành niên năm. Rồi. Ừ, cũng biết rồi các cái gì đó. Hết đi. Này, chào mừng cái con vịt, con ngan ngon của thằng em. Thì truyền đạt lại cho đầu bếp phố. Món làm chẩm chéo chứ. Cái này chấm cái loại chân giò hầm đấy. Cố này, hôm nay không đưa người yêu lên. Hôm người yêu đứng ở chỗ bờ ao thế à? Hôm đúng không? Hôm tối đi qua đúng không? Đưa đến được phép không? Viên phao câu này. Đưa cả nhà nhá, nhiều tiền quá. Phao câu đấy là chặt nửa táng ba chỉ dính ở đấy nữa. Hùng thế. Nhất Hùng. Chắc là hôm nay là đút lót, là vấn đề là lần sau cứ hãm tiết canh với cả mặt lông. Cả nhà nhìn này. Đấy, cái phao câu thì bé này, nó để nửa miếng ba chỉ vào đấy. Chân này này. Đấy, chân này này đấy. Quầm đấy, món rất thơm thơm kìa. Đấy. Có ăn được đấy, chấm chéo hả? Ngon này. Chấm chéo nó không nhận ăn ngon nhỉ. Này, có tiết canh hôm nay cho bao nhiêu nạc cũng như này, gan ghiếp. Làm đúng vị xong. Nước thì ngâm nước đấy. Kinh anh Phố nghe chấm chéo cũng dã khiếp hết nhỉ. Chấm phải ngập vào ạ, cháu ạ, dìm nó xuống. Cái giống này nó khô bắt đầu mình lại sao nên nó khô kiểu như khô cao nó mới đặc, nó mới lại cay. Cứ cay. Ăn nó cay mà chấm phải dìm cái này hòa nước ngoãn dìm ăn nó sướng lắm. Ăn cái này kích thích vị giác cái mà ra... tốt sức khỏe đấy. Nhưng mà con dân mình ăn nó không quen nhỉ. Rau thơm là gia vị tươi cho sau. Chỉ có cho lá chanh thôi. Con dân mình không biết ăn cái đâu gần bây giờ gia vị này là cho sau. Cái muối rang đúng không? Muối phải rang. Cái gì phải rang? Ớt, cái đợt đấy ớt của anh ớt hạt tiêu à? Bây giờ không cần ớt hạt tiêu, không có nên kiếm ra mua ớt tươi về phơi cũng được. Bác móm. Đúng, đúng bác móm cái đấy thì hơi căng. Nói thế rồi chân gà to có ra đấy một đến lượt. Cái loại này. Ngon.
canh thì chúng cháu ăn măng chua ạ. Trong măng xương sớt nó ăn ngon. Không phải cái nước trong cái chế tôi trong cái ít ít hết mẹ thì làm tôi được. Câu ít thôi, từ này nghe quen tai. Ít thôi. Ít thôi. Ít thôi. Cậu này nghe quen lắm. Cháu là giấm chấm đậu sống đặc trưng của nó. Chấm vào chuối này thấy ngon không? Ngon. Tự nhiên này chấm vào chuối này thấy ngon. Bắt đầu nô chuyển chuyển hướng ra đây, chuyển hướng ra để xin ăn này. Khôn lắm. Định dần chuyển thẳng rất khôn nha, đứa chó nó mà gì chó khôn hơn người rồi. Chuyển hướng ra đấy để xin ăn. Hết vòng gặp thương rồi. Chủ nào tới đấy? Chủ nào tới đấy? Nếu mà chủ có một cái khôn riêng. Chủ nào chó đấy? Con này cái ăn, con kia thì cứ chỗ mát. Con này cứ đầu quạt nằm. Con này chấm bông lít vào mặt. Nhưng mà chó này rất khôn, nó không ăn bẩn, nó ăn giò chả, nó nhận. Uống riêng chùm cả, con này ăn thì cảnh tốt. Bác ghi ấy rồi, nó cứ mời cả nhà nha. Hôm nay chó này ăn thấy cơ, sắp ngang cơ với Bùi Tôn rồi. Thế là như thế nào? Thế thôi. Bác toàn khen em xong rồi em ấy hôm thấy nhàm rắn thế cứ khen là chú làm được, rõ ràng là ăn không được nhưng mà cứ khen được. Nói thế là làm được, làm được. Khen cho khổ. Anh em mình lớn rồi. Không nhưng mà nói như biết bỏng gì đâu. Em nói thật ra mỗi một lần mà hãng những cái loại như ngon này là cực kỳ rắn đỏ, cực kỳ cân nhắc. Thì nói thật ra làm chỉ có cơ hội. Những cái khác mà còn cơ hội nhưng mà riêng gì cái anh không cứ ngồi quán bận mang một đùm xấu ạ. Rắn gì ra cái mùi mới là thơm đấy, mới không làm kia. Tên nào? Không có, không có. Nó vừa rắn mà là tay đấy chịu khó lắm. Tay đấy chịu khó làm ăn. Món đấy, món đấy ngon thật, thơm. Ăn nó mềm. Tính rắn không mang ăn nhiều rắn. Sườn mới tốt. Rắn không mang mà xương mềm thì vứt. Biển chưa? Mai kiếm con nấu cháo nha. Đâu lắm cái chỗ này ngồi giữa cái xương khớp này đứng dậy đâu anh cũng cái mật của nó khác rồi à, nói mật rắn rồi kia quên đủ thế mà em nghĩ là mà mẹ trai mật rắn ra mỗi hôm nằm chén thật ông không chịu có thể so cơ thể con nó tan biến mà nó cảm thấy người nó nhẹ nhõm luôn cứ mãi lúc cái video nào nhưng mà xong là cứ mãi có để ý gì đâu rõ ràng nhà có một cái tủ thuốc mà ông không biết được mà dùng kể cả từ rau cỏ này của ông chặt thuốc đấy. Cây nó đỏ cái ông còn cứ bảo là cái cảnh đâu hóa ra cây đấy cái thuốc mà bảo là nhớ không có sườn đấy thì trong mấy ông thầy in ít thôi ít thôi ít thôi ít thôi ít thôi chuyển sang tiết canh nhá. Rồi chuyển xong cái này chuyển sang tiết canh được không, tôi thèm lắm rồi đấy. Bún bánh ngon quá ngon nè anh Phố ấy, bữa đây anh lại đi mua bao bánh cuốn về để chấm với lại chấm chém với nước suýt này. Hôm nay chuyển tiết canh chơi ra nào đây. Nào? Ừ. Anh Phố ơi, con miếng chả này, gắp đi, gắp ra, gắp miếng chả cho anh Phố ăn đi, anh Phố gắp đi, ăn mà uống là phải mạnh dạn lên đi, chấm thật dìm, thật ngập, vòm vòm thật lực vào đi. Gọi là làm view chứ không kính ăn, cứ phải như là chưa bao giờ được ăn. Mình là người làm video này. Ui, đông nặng, ngào. Tâng em lên. Tâng cái gì, biết làm thì bảo biết làm chứ còn... Nó tóm lại là ớt nén này, quên ớt muối này ăn rất thơm ngon mà không thích này, ăn ớt tươi này có hết này. Thì từ cái hôm bắt đầu là có mấy chén rượu xong là học cái khóa nó hát tiết canh đấy là bây giờ còn chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Sắp ra trường rồi về hãm cho vợ con ăn là sướng. Chú em nói thật đúng không? Chú Hùng hãm được tiết canh cái này em gái nào cũng sướng. Ái à bố nói sau này nghe bác Nguyễn huấn luyện được hãm tốt vợ con được miếng. Cái canh nha. À, tiết canh ớt. Cái canh đông này, đông với canh nhá. Đang chia sẻ review với bác Móm đang chia sẻ từng món ăn một đấy. Oàm. Canh ớt đấy. Tuyệt vời ông quan trời, ngon quá. Bác Móm được cái câu ngon quá sướng lắm, nghe rất sướng tai, ngon quá. Bác Phẩn từ hôm học mình băm bổi chưa á.
thấy mọi người thấy không? Chiếc canh đánh này ngăn đánh này là được rồi. Bởi vì mới nhận bằng. Mới cấp bằng tốt nghiệp. Trợn mắt này. Phùng má trợn mắt đúng ngon quá. Nhìn cái bố ăn kèm quá cả nhà. Thế này vừa đã mua bún về, đang chia sẻ mua bún về để ăn rau hoa chuối. Anh ơi, em đút cả miếng. Thôi không, cái việc của anh thì cấm được, nhờ chú động vào. Cái canh này nó có hạn mà chú động vào là chết đấy, là mất hết của anh. Em còn đang chờ anh bản thật. Cái nước này, nước này, đây cả nhà, những cái nước nó trong vắt. Thì nó ngon lắm. Quá đẳng cấp luôn. Ngon đồng vịt đồng. Phần đó. Đầu dưới ông hỏi, phát xong ông hỏi, sao lại biết rồi? Tất nhiên là có người quen giới thiệu ra, ngay đầu dưới đỗ xe máy ông hỏi cửa phòng phòng. Nắng là nó đỡ uống kiểu uống rượu vang. Đỡ bám thành. Mời cả nhà nhé. Không nhìn thấy màu đỏ cả nhà nhỉ? Được đề xuất hơn là người chuẩn nhau. Như hôm nay em thấy bác phần bác cái quánh các gia vị này em thấy đỉnh đấy. Keng, rau thơm các thứ các kiểu là đều ấy, không nhận là được ấy. Ngon. Ớt măng. Anh Phú làm miếng này ngon lắm này. Ăn đi. Thích sao này? Cứ nắng đôi này nói thật ra nằm miếng tức cảnh mắt. Đặt cất luôn. Đây. Cho bún vào chai. Nó như vào bịa luôn đấy. Đỉnh cao. Chai anh Phú ơi. Rồi chấm cái thầm cho thầm chéo mà nó nhạt, cái nước xít nó nhạt mà. Tôi cho nguyên mì chính rồi cho cái này vào. Rồi xúc thầm chéo không? Đấy đi. Đã quá mà ngon lắm. Cho thơm. Của ít nước mì tích anh ạ. Anh Phú ơi, đưa tới đây. Này. Đây. Ăn nhiều bao. Bắt mì chả đưa đây. Đưa đây. Ăn đi, cô ăn cái canh ăn này, mới trả đấy. Cái đua trong cái đấy luôn không luôn đó. Bún là bún, bún bát là cho vào nước châm, chan. Cắt nó đi, còn rượu không? Uống nước không? Hết rồi. Uống nhiều. Thế thôi, không cho này uống nữa. Ít thôi. Ít thì thôi. Đi làm. Mới làm thì bây giờ. Ít rồi, cũng quá. Cảm ơn. Đi nữa không được đấy. Đâu, không được. Ít thôi. Bụng chết đấy. Mày vẫn tham gia. Đấy. Thế thì thôi. Trong tài khoản kiểu vẫn... Đúng là giả. Đã giả tiền rồi. Thôi. Chắc giả đi 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 mà ai đi nữa hả? Giả này hết. Vợ nó cứ thích thế nó mời. Chắc là như nào rồi, chắc như nào chắc chưa giả. Thịt ăn đi. Nhanh. Anh thấy em đánh hát tiếng Anh được không? Được. Cứ thế phát huy truyền thống. Lần sau mà cứ có anh kể cái xa hơn đồng văn xa tí vẫn vào vẫn hãng được không? Cá rồi. Mà chúng phải nên phải biết làm thật nhiều. Ăn nó đi. Cho em tao nó còn được nhiều. Không nhưng mà cái canh này em cũng phải suy nghĩ đắn đo đấy, nghiên cứu ấy. Đấy cả nhà. Hôm nay nhá là thằng em mua nậu gỗ là kỷ niệm con ngan. Ngan là ngan nuôi để nhà gia đình ăn đấy. Nuôi cho con lại cho một con. Anh em mình lại chia sẻ lại đánh bát đĩa thức anh ăn cho mát, lại ngồi trên trần này là view rất như là mát mà cảnh nó thoáng, nó sáng, video công nhận không? Ở cả nhà mình cũng chia sẻ đấy nhá, cả nhà nếu sao có nhỉ, muốn xem một like và đăng ký kênh ủng hộ nhá, nhà nhá.